Một ngày hoán đổi cuộc sống với mẹ thì sẽ như thế nào? Bước đầu tiên muốn trở thành mẹ Liên thì tôi phải biến thành fan của váy hoa cái đã. Vâng, người phụ nữ này có thể mặc váy hoa 365 ngày một năm và để kiểu tóc ngắn đen suốt mấy chục năm qua và không thấy chán. Thời này người ta gọi đấy là sống tối giản đấy. Rồi buổi sáng thì mẹ tôi thường sẽ đi bộ ra chợ. Mẹ tôi là rất ghét đi siêu thị, lúc nào cũng bài ca với tôi là thừa tiền quá nhỉ, đi siêu thị thì đắt gấp đôi mà chẳng tươi ngon gì. Hôm nay hoán đổi cuộc sống với mẹ, tôi sẽ đi chợ và mặc cả cho mọi người xem. Đây đứng tíu ta tíu tít với cô hàng thịt một hồi, cô ấy giảm cho hẳn 5.000 đấy. Chắc chưa? Đi chợ về xong là phải cập nhật tin tức tình hình chính trị một tí. Má, ra là mấy bài báo này chính là nguyên nhân khiến mẹ tôi cấm tôi uống trà sữa. Cày thì chứ. Rồi buổi chiều đi làm về thì mình sẽ tung tăng đi mua váy mới để cuối tuần mình còn đi họp lớp nữa chứ. Buổi tối mình đi bộ với chồng yêu xong thì mình sẽ về nhà skincare đi ngủ nhé. Rồi trước khi đi ngủ mình phải lướt Zalo nói chuyện với bạn bè, con cái một tí. Một ngày của chị Liên vui vẻ quá, bảo sao nhìn chị Liên cứ trẻ mãi thôi.